Hello, xin chào tất cả mọi người. Cũng phải rất lâu rồi thì Cú mới có dịp ngồi đây và livestream với một khách mời nào đó, bởi vì là thực sự là thời gian Cú làm chuyên môn thì rất là nhiều, và hôm nay thì khách hàng cũng đã làm xong rồi và mình có thời gian để ngồi trò chuyện với bạn. Và mọi người cũng không xa lạ gì với một hình ảnh cô gái rất là xinh đẹp, và bạn là một diễn viên. Có rất là nhiều phim mà chị có thể kể ra ở đây, như là Hôn Nhân Trong Mọi Hẹp này, Cô Gái Nhà Người Ta, đúng không? Và đó chính là Kiều My. Kiều My có thể giới thiệu với mọi người một chút được không? Xin chào tất cả mọi người. Mình là Kiều My, hiện tại công việc chính của mình đang là diễn viên, và ngoài ra thì em cũng đang kinh doanh thời trang nữa. Một cô gái rất là đa tài, đúng không? Cho chị hỏi một chút là về cái công việc MC của diễn viên của em ấy, thì với một cái diễn viên trẻ thì em có nhiều áp lực hoặc là em có phải học hành gì không? Thực ra là cơ duyên đến cái ngành diễn của em giống như kiểu nghề chọn mình, bởi vì thực chất là em không học ở trong trường sân khấu, mà là có cơ duyên sau khi mà thi đại học xong thì các chú sản xuất ở bên hãng phim có gọi em casting một bộ phim đầu tiên, và sau đó thì là cứ có duyên năm nào cũng đi làm phim với SC nhỉ. Thật ra là với một cái cô gái mà vừa xinh đẹp này, vừa thông minh mà lại còn ăn nói rất là tốt như này, chắc chắn là nghề chọn người là đúng rồi. Chắc chắn là làm công việc của em rất là hợp lý rồi. Ngoài ra thì em còn làm thời trang đúng không? Vậy thì làm sao để em cân bằng giữa công việc MC và thời trang? Thật ra là cái quá trình đi làm phim của em cũng tốn rất là nhiều thời gian ấy. Nhưng mà trong cái việc làm kinh doanh thì em có làm chung với các bạn. Để đi xe việc ra. Vậy thì cái thời trang và làm diễn viên thì cái nào là niềm đam mê đích thực của em? Thể nó thích hơn thì khó để phân biệt, nhưng mà chắc là em sẽ thiên về diễn xuất hơn. Diễn xuất hơn, bởi vì dù sao thì một cái công việc nghệ thuật thì nó cũng sẽ có sức sáng tạo. Ngoài ra chị thấy diễn viên ấy thì được hóa thân thành nhiều vai diễn này, được tiếp xúc với rất là nhiều những anh chị thì làm nghề cũng rất là vui, bởi vì bản thân là DK cũng rất hay được tiếp đón những anh chị làm về nghề diễn viên, và thật sự là chị cảm thấy là tiếp xúc với họ cảm thấy nhiều nguồn năng lượng cực kỳ tích cực luôn, và rất là văn minh, rất là tích cực, và các anh chị cực kỳ hòa đồng và thân thiện, giống như mình ngày hôm nay, một cô gái rất là ngoan ngoãn và lễ phép. Thật sự mình có ấn tượng rất là tốt với cả Kiều My. Và cái công việc thời trang của em ấy thì nó có phát triển tốt không? Thật ra cái brand của em mới thành lập được, thật ra là để mà thành lập thì em đã thành lập được hơn 1 năm rồi, nhưng mà do Covid cho nên là cũng bị chậm trễ lại một chút. Còn khi mà từ lúc mới bắt đầu khai trương thì bọn em đã chuẩn bị sẵn. Ok, chúc cho cái công việc thiết kế của em, cái brand của em sẽ càng ngày lớn mạnh và phát triển. Thực ra này mình cũng là một cái người mà thường xuyên diện những đồ đơn giản, nhưng mà hy vọng là mình sẽ sắp tới mình sẽ ra shop của Kiều My và sẽ shopping được một vài mẫu thật là đẹp. Kiều My ơi, em chỉ hỏi là em có biết đến DK trước đấy không? Em biết đến DK thì ấn tượng của em về DK là gì? Thực ra là ở trên đài em có gặp các anh chị đồng nghiệp thì họ cũng đã từng trải nghiệm cái dịch vụ của em mình rồi, em cũng biết. Rồi cửa hàng của em thì cũng ở gần chỗ cửa hàng của chị nữa, lại hầu như là ngày nào em cũng đi qua đây. Và em cũng đều nhìn vào đây. Cái hình dung của em ấy về cái dịch vụ của bên chị, tức là ai cũng biết là DK là một cái đơn vị chuyên về làm đẹp, về phun xăm, rồi về chăm sóc da vân vân. Thế thì cái hình dung của em về DK, em tưởng tượng DK như thế nào? Thú thực với chị là em từ trước đến nay em không hay để nghĩa là kiểu quan tâm quá nhiều về cái dịch vụ như là xăm môi mày các thứ, tại vì thứ nhất là em rất là sợ đau. Thứ hai thì với em thì quan điểm của em là em vẫn sẽ ưa những cái gì nó liên quan đến tự nhiên hơn, thiên về tự nhiên hơn, em thích hơn. Và đến cho thời điểm bây giờ là lý do tại vì sao mà em đến DK để em làm môi, tại vì thứ nhất là em cũng có lên trên Facebook để em xem, và thứ hai là em nhìn thấy một số anh chị, các chị đến làm, em thấy cũng rất là tự nhiên, không có gì gọi là kiểu quá như mình nghĩ cả. Quá quá như ngày xưa thời các cụ, các cô, các bà làm đúng không? Mẹ em làm chẳng hạn được nhìn là có biết ngay. Biết ngay nữa. Về làm sưng lên củ quả chuối, sau đấy là phải uống sữa đến bao nhiêu ngày, sau đó thì màu môi, bong da thì đậm, che chét đúng không? Sau thì thời gian lâu sau thì nó sẽ có một cái xỉn. Bị xỉn, thế là rất nhiều bạn sợ.
Thật ra là những người trẻ như các em ấy thì sẽ có một ấn tượng kiểu về phun xăm là một cái gì đấy rất là đậm, rất là ghê, rất là đau, rất là kinh khủng. Nhưng mà dần dần mọi thứ phát triển hơn và thường là các em sẽ nghe lại review của những anh chị gần nhất làm, đúng không? Thì mình cũng sẽ có một ấn tượng là nó sẽ khác so với thời các cô các bà và có một cái sự yên tâm. Và sau đó thì mình sẽ tìm đến và nghe tư vấn, sau đó thì lắng nghe ồn rồi hoặc là chat qua tư vấn, sau đó ồn ồn thì mới quyết tâm đi làm, đúng không? Và khi mà em đến với được là DK ấy, thì chắc chắn là đã nghe review của các anh chị trước rồi, và họ nói gì về DK? Em thì hiểu nhiều lắm. Đúng rồi, họ nói gì? Em cũng có hỏi là thế, thật ra em cấy định đi làm môi tại vì là em đi làm nhiều, make up các thứ rất là thường xuyên nên là cái sóc tối môi của em nó bị bờ đi, bờ trông không đẹp, đúng không? Nên là khi mà không đánh son một cái là nhìn trong mình cả lúc nào mình cũng cảm thấy rất là thiếu tự tin. Đúng rồi. Thì xong anh cũng hỏi rất là nhiều người đi làm môi thì họ nói rằng là đi làm đi, nhưng mà khi mà tại vì bản thân là em cũng là một người khá là kỹ tính. Thì em hỏi nhiều người, em hỏi là thế có chắc chắn là đẹp không? Thì so trong số những cái người mà em hỏi thì có một số chị đã làm đây thì các chị kêu là đến DK đi, yên tâm lắm, chị làm rồi, chị thấy rất là đẹp rồi. Xong rồi các chị cho em xem môi của các chị nữa thì em cũng cảm thấy là mình cũng yên tâm hơn. Ok, tức là vừa giải quyết được vấn đề của mình, ngoài ra thì phải tìm một cái địa chỉ thật là ok, phải kỹ lưỡng, đúng không? Chẳng may mà có vấn đề gì thì sửa chữa nó cũng rất là mệt và phiền phức, và đôi lúc là trong cái nghề quản trị nó đòi hỏi cái sự tỉ mỉ và chính xác. Và nếu như mà màu mực nó không ổn, nó cũng không được này, rồi chỉ lệch ra ngoài một tí hoặc thiếu thừa hoặc là đi sâu thì dễ gây sẹo, vân vân, rất nhiều tình trạng. Thì những cái tình trạng như thế mà sửa chữa thì nó rất là mệt mỏi cho tất cả khách hàng, cho nên cái việc em kỹ tính như thế cũng là một cái điều dễ hiểu thôi. Và ngày hôm nay khi mà dành hết quyết tâm để mà đi đến DK để làm môi thì em cảm nhận như thế nào sau khi mà mình trực tiếp trải nghiệm trên da của mình, và có cái sự khác biệt gì so với cả những lời review trước đấy của mọi người không? Không, em thấy là mọi người review đúng nhỉ. Em cảm thấy là mình đến ngày hôm nay mình mới đến là hơn. À, hơi muộn, biết thế làm sớm hơn đúng không? Thì em cũng còn nói chuyện với cả chị chuyên gia là chị ơi em sợ đau lắm, bây giờ chị làm như nào ấy, tại vì em hơi nhát, là em chưa làm một cái gì ở trên mặt bao giờ cả, nên là em hơi sợ. Nhưng đến khi mà mình trải nghiệm thì mình thấy là nó không như mình nghĩ. Em cũng nghĩ là nó sẽ rát, nó sẽ đau, nhưng mà thực chất là em không có cái cảm giác gì nào. Đấy là em nói thật lòng là em không thấy có cái cảm giác nào hết. Thậm chí là có lúc cho lúc làm thì hình như em có ngủ quên lắm. Em may quá. Thực ra là chị chia sẻ với em một chút là mình, chị sẽ rất là thực tế và chị em mình đang chia sẻ rất là thật. Không phải là vì ngồi đây với nhau mà nói quá lên, nhưng mà cũng có những khách hàng là họ ngủ luôn trong cái lúc làm. Không, em ngủ họ ngáy. Họ ngáy rất to. Còn chị vì họ ngáy to quá cho nên là đôi lúc là không dám nhắc. Nhưng có những khách hàng thì cái cơ địa của họ khất rất là nhạy cảm, hoặc là da mô của người ta kiểu siêu mỏng ấy, hoặc là cái viền môi người ta dây thần kinh rất là nhiều, thì có thể người ta sẽ có cảm giác hơi đau một chút. Đấy là có những cái cơ địa khác nhau, cho nên là thường thì những khách hàng mà có cái cơ địa hơi đau một chút thì bọn chị sẽ ủ thêm tê. Nhưng mà với những trường hợp mà như da của Kiều My là một cái da bình thường thì cái việc ngấm tê ổn định thì chúng ta hoàn toàn làm, và có thể có như trường hợp của My có thể ngủ quên một lúc là chuyện bình thường. Cho nên là cái trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, nhưng mà ở đây thì chị đang thấy là Kiều My là một người may mắn vì có một làn da bình thường, không vấn đề gì cả. Và không đau, chắc chắn là không đau là một cái điều rất là vui rồi, bởi vì chị em nào cũng sợ đau. Và ngoài không đau ra thì chắc là còn sợ sưng nữa, đúng không? Hiện tại thì em thấy sau em vừa mới làm xong nhá. Đúng rồi, vừa làm xong được mấy phút. Là xuống lên nói chuyện với chị luôn thì là em thấy là nó sẽ bị sưng hơn so với môi bình thường của em. Đúng rồi. Tại bình thường là môi của em khá là mỏng. Đúng rồi. Bây giờ là nó đang nói chuyện với mọi người là em cảm giác như là em nói nó không được tròn tiếng ấy. Nó hơi căng căng lên đúng không? Nó mọng lên. Thực ra thì cái việc mà căng mọng lên sau khung môi là chuyện bình thường, bởi vì là trong quá trình làm ấy thì trước đấy bọn chị đã phải tê cho em một thời gian ngắn, và sau đó là trong quá trình làm bọn chị sẽ làm xước da của em một chút và đưa mực vào bên trong. Thế cho nên là môi nó sẽ mọng hơn một chút xíu trong vòng khoảng thông thường như môi của khách hàng bình thường ấy, và như môi của chị thì chị khoảng 2-3 tiếng sau là chị bình thường và ăn uống bình thường, không phải kiêng khem gì cả. Cho nên là cái sự nhẹ nhàng êm ái nó chỉ bị rát rát một chút sau khi mà em làm xong khoảng tầm 15-20 phút là bình thường thôi. Vâng, 2-3 tiếng là sẽ ổn định thôi Kiều My nhá.
Và chắc chắn rồi, cái việc mà không kiêng khem gì cũng nằm trong một cái yếu tố mà rất nhiều khách hàng lựa chọn đi cây. Bởi vì nếu như mà em đi làm những cái công nghệ cũ ở nhiều nơi thì có thể họ sẽ bắt em kiêng rất nhiều thứ, nào trứng, nào xôi, nào gà, nào vân 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 vân. Nhưng mà nhà chị thì không phải kiêng gì cả, em có thể về ăn uống bình thường em đi nhá. Và 2-3 ngày là em đã có thể băm môi rồi. Và với cái gốc mực hữu cơ và với cái tay nghề chuyên gia rất tốt của DK ấy, thì mọi người sẽ thấy là băm môi ra là mọi người sẽ thấy một cái lớp da rất bong, một lớp rất rất là mỏng, siêu mỏng. Nó chỉ là một cái lớp vẩy siêu mỏng ở trên da thôi. Tại vì bọn chị không có gây tổn thương sâu mà chỉ làm xước cái bề mặt thượng bì của em thôi nhá. Và sau khi mà băng ra rồi thì mọi người sẽ thấy là cái sự khác biệt giữa một cái người tay nghề giỏi và một cái loại mực hữu cơ tốt ấy, đấy là băng ra cái môi của em rất là mềm. Đấy, và sau khi mà băng ra hết rồi và lên màu đẹp thì em thấy môi của em rất là mỏng. Và em sẽ mềm hơn so với cả cái lúc mà em chưa làm môi trước đấy. Đấy là điều mà chị cam kết. Bởi vì là tất cả khách hàng mà đã từng làm DK là đều có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và bọn chị đã đúc rút rất rất là nhiều kinh nghiệm để đưa ra một cái giải pháp tốt nhất cho từng làn da môi của khách hàng. Thì từ đó sẽ giúp cho khách hàng có một cái là làn môi mềm mại và bóng đẹp hơn so với cái lúc mà trước em chưa làm nhé. Đấy là điều mà chị cam kết. Đây là trước đây môi của em cũng hơi khô. Đúng rồi. Thật ra cái việc hơi khô là chuyện rất là bình thường, bởi vì là Kiều My rất hay đánh son. Và em thêm một điều nữa là chị em mình rất hay ngồi trong điều hòa. Ngồi trong cái điều hòa này với chị em mình khô. Rồi chị em mình uống ít nước một chút. Thì tất cả những yếu tố vừa đánh son nhiều và ngồi điều hòa vân vân thì nó sẽ khiến môi mình rất khô. Và đặc biệt với khí hậu mùa đông ấy của Việt Nam mình thì là càng khô hơn. Cho nên thường xuyên khi mà mình đánh son, ngày xưa chị đánh son thì môi chị nó sẽ cậy vẩy lên rất là nhiều. Đó, nó khô cực kỳ khô, đúng không? Nhưng mà bây giờ sau khi mà em đã phun môi xong rồi thì em chỉ cần dưỡng đều với chị thì cái hiện tượng về khô chóc vẩy nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Đấy, hiện tượng đấy chỉ dành cho lúc nào em quên tẩy da chết thì nó vị thôi, chứ còn bình thường như chị bây giờ là chị quên hẳn cái việc mà chị bị bong vẩy chóc và chị không bị như thế nữa rồi. Thì đấy là cái những cái hiệu ứng rất là tốt và những cái công nghệ rất là mới của phun môi hiện nay, khác hoàn toàn so với những công nghệ ngày xưa của các cô các bà nhé, em yên tâm. Và Kiều My ơi, thì sau khi mà chia sẻ rất là nhiều về công việc cũng giống như là trải nghiệm của Kiều My ngày hôm nay, thì em có cảm nhận hay chia sẻ gì với mọi người về DK không? Ôi, em nghĩ là sau cái lần mình được trải nghiệm về làm môi như thế này thì chắc chắn là em sẽ về bạn nào bạn của em mà chưa đi làm môi là em sẽ phải bảo các bạn đi làm hết. Đúng không? Bởi vì thực tế là trải nghiệm rất là tốt và mình muốn chia sẻ cái điều này với tất cả mọi người, và đặc biệt những chị em mà đang cần làm đẹp và lo lắng về đau hoặc lo lắng về màu hoặc lo lắng về chất lượng thì mọi người hãy yên tâm nhé. Đây là có thể là không phải vì mình chị làm nghề mà chị nói quá đâu, nhưng mà thực sự là trong suốt thời gian gần 8 năm chị làm nghề thì đến bây giờ chị vẫn làm chuyên môn. Chị vẫn làm chuyên môn, chứ chị không ngày nào chị cũng sẽ đứng từ sáng đến tối làm chuyên môn. Nên là cái điều mà mong muốn khát khao của chị đấy là mang đến những cái sản phẩm tốt nhất cho tất cả khách hàng. Và những cái nhân sự mà ở DK hiện nay cũng đều chung một mục đích như vậy. Cho nên là càng ngày nó sẽ càng tốt hơn và đẹp hơn. Và chắc chắn là Kiều My mà giới thiệu bạn thì bạn bè của em sẽ được chăm sóc rất là kỹ. Bởi vì các chuyên gia của DK đều là những cái chuyên gia mà rất là lâu năm rồi, và mọi người có cực kỳ nhiều kinh nghiệm. Và để tiếp đón bạn của Kiều My thì chắc là những ngày hôm tới và hy vọng là Kiều My sẽ có những feedback tốt cho DK nhé. Chắc chắn ạ. Ok, cảm ơn em. Và chắc là câu chuyện ấy chuyện cũng dài rồi, cho nên là chị sẽ xin phép được dừng cuộc livestream ở đây. Và chúc Kiều My luôn luôn thành công và xinh đẹp. Và chị mong rằng là Kiều My sẽ có những cái tác phẩm điện ảnh thật tuyệt vời và brand của em sẽ ngày càng lớn mạnh nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của hai chị em, và hẹn mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.